cả mọi cái nghề thì đều phải lao động lao động cật lực lao động trung thực và nghệ thuật thì càng phải như vậy ngoài cái việc là học ở trường sân khấu là học tất cả những bài bản rồi cách diễn thì về đoàn cải lương nam bộ thực tập và sau đó là cái có những cái giờ học tiếng nam bộ yeah. mà cô Phi Điểu bây giờ là nghệ sĩ hay đóng phim đó, là là cái người mà hay đi dạy tiếng nam bộ cho tập tập nói tiếng nam bộ cho các anh chị này. Nếu không có những người đấy, những không có những người mà lui vào trong bóng tối thì không bao giờ có nghệ sĩ tỏa sáng ở trên sân khấu. Yeah. là nói một câu văn vẻ nhưng mà thực sự mình rất là thấm. mời quý vị trở lại với trăm năm sân khấu trong số phát sóng hôm nay chúng tôi mời đến trường quay một nhân vật không phải là một nghệ sĩ biểu diễn mà là một nhà nghiên cứu à, xin đón chào tiến sĩ khao cổ nguyễn thị hậu xin chào quý vị khán giả à, cũng xin có vài lời minh định trước với quý vị đó là lẽ ra tôi phải xưng với cô hậu bằng cô bởi vì cô làm công tác giảng dạy ở một ngôi trường mà tôi từng là À, sinh viên đó là trường nhân văn lẽ là tôi phải xưng là xưng em và xưng bằng cô nhưng mà ngoài đời thì hai chị em là rất là hay nói chuyện tâm tình với nhau là sẽ xưng là chị em nên là trong lúc uh, nói chuyện ngày hôm nay sẽ có những lúc uh, tôi thỉnh thoảng uh, quên mất sẽ đến lúc uh, xưng chị những lúc uh, xưng cô thì uh, mong uh, quý vị uh, bỏ qua yeah, chào mừng là chị hậu đến với trong tâm sân khấu uhm. mọi người uh, có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi vì hôm nay uh, lần đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện với uh, một uh, nhân vật uh, nói tiếng bắc dạ yeah. à, khi mà chúng ta nhắc đến uh, cải lương á, thì uh, chúng ta có một cái uh, gần như là một cái sự mặc định đó là nó gắn chặt với lại cái miền đất uh, Nam Bộ nhưng mà cô uh, Nguyễn Thị Hậu thì uh, lại là một uh, người Bắc và cô có một người bố là một người uh, một uh, chứng nhân lịch sử trong cái việc là có phần uh, mang cải lương uh, đến với uh, đồng bào miền Bắc đây là những cái uh, công trình những cái cuốn sách uh, của uh, Ba của cô hậu, ông Nguyễn Ngọc Bạch Mà quý vị có thể tìm mua Ở các nhà sách à, Xin cô cho quý vị khán giả biết Đôi nét về ba của mình được không ạ? Nhiều người mới tiếp xúc với tôi Thì cũng rất là ngạc nhiên Vì là thứ nhất là ở trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gần 50 năm Mà tôi vẫn có một cái dòng Hà Nội ừ. Cái thứ hai là khi mà biết Là ba má tôi là người Nam Thì còn ngạc nhiên nhiều nữa ừ. à, Thực ra thì vì là ba má tôi tập kết Ra miền Bắc năm 54 Ông bà ta tập kết ra và sinh tôi ở Hà Nội Và tôi lớn lên ở Hà Nội từ nhỏ cho đến năm 17 tuổi tôi mới về thành phố yeah. Và trong quan niệm của ba tôi thì ba tôi không có bắt con cái phải nói một cái giọng nào đấy Bởi vì ông già vẫn cho rằng là nói tiếng Nam với tiếng Bắc thì cũng là tiếng Việt Nam yeah. Và không, không có phân biệt mm. Ba tôi thì là một người nghệ sĩ với cái con mắt hơi thiên lệch của một đứa con gái mm. thì tôi cho rằng là ba tôi có một cái tư chất nghệ sĩ bẩm sinh Yeah. Bởi vì là trước năm 45 ông già là thầy giáo dạy Việt văn bằng tiếng Pháp là thầy giáo ở trường huyện chợ mới là ngay quê hương chợ mới An Giang. Nhưng mà ngay từ những cái năm mà là thầy giáo thì ba tôi đã hay lập đoàn hát cho học sinh tập cho học sinh những cái bài hát yêu nước rồi là những cái vở kịch để mà gây quỹ lấy cái học bổng để cho học sinh nghèo và đến năm 45 khi mà cách mạng tháng 8 nổ ra thì Ba tôi đi theo kháng chiến và ông mang cái tài năng mang cái sở thích của mình về sân khấu ông đi theo và ông lập ra những cái đoàn văn công và đoàn cải lương ở trong kháng chiến chống pháp và đến năm năm tư thì ông đưa cái đoàn cải lương nam bộ ra tập kết miền bắc và từ đó thì ông đi theo cái nghiệp cải lương cho đến ngày ông mất là năm 85 ở tại thành phố hồ chí minh. Dạ yeah. à, như vậy thì có thể nói là ngay từ nhỏ thì cô đã được đắm mình trong một cái bầu không khí cải lương bởi vì ông là nghệ sĩ là đạo diễn rồi còn lập đoàn hát rồi nhiều khi có thể là còn tập tu ở nhà nữa vậy thì tại sao cô bé Nguyễn Thị Hậu lại không trở thành một cô đào hát hay là một người đi theo nghệ thuật mà lại trở thành một nhà khảo cổ không, cô? À, thật ra thì hồi nhỏ cũng có cũng có thi vào trường sân khấu ừ. thật ra là vì mình sống ở trong cái môi trường nghệ thuật từ nhỏ và mình quá quen thuộc với nó cho nên mình nghĩ rằng là có thể hát được vài câu nhọng cổ hoặc là có thể uh, diễn được một vài vài đoạn nào đấy ở trong một cái vở nào đấy thì mình nghĩ rằng đấy là tài năng uh, khi đi thi vào trường sân khấu mình nhớ lúc đấy là cuối năm 72 cuối năm 72 mình thi thì đến đầu năm 73 ba uh, cùng với lại cái việc mà cả nước có cái tin vui là uh, ký hiệp định Paris á thì mình cũng có một cái tin vui là mình muốn báo với ba đó là mình thi đậu vào trường nghệ thuật sân khấu lúc đó là còn tuốt dưới cầu giấy ở Hà Nội ấy. nhưng mà mình thấy ba mình không không có cái gì là vui vẻ cả mặc dù trong nhà mình thì có một người chị con bác ruột là cũng đi theo nghề của ba mình là yeah. đạo diễn bạch lan ấy, là con yeah. bác ruột của mình mà mình nói với ba mình thì ba mình không không thấy vui gì cả thế là buổi tối hôm đấy thì hai cha con vẫn hay ngồi ăn cơm và nói chuyện với nhau thì ba mình chỉ chỉ khuyên mình thôi ba mình nói một câu mà đến bây giờ mình nhớ mãi yeah mình nói là tất cả mọi cái nghề thì đều phải lao động lao động cật lực lao động trung thực và nghệ thuật thì càng phải như vậy tuy nhiên là nghệ thuật thì còn phải có một đòi hỏi một cái điều kiện cực kỳ quan trọng khác đó là phải có tài năng thực sự nếu không có tài năng thực sự thì tất nhiên vẫn làm nghề được nhưng mà mình sẽ mình sẽ không thể cống hiến tốt nhất cho xã hội và như vậy mình cũng không thể uh, mang lại những cái niềm vui và có thể có cả cái khả năng kinh tế cho bản thân nữa. Yeah. Uh. và như vậy thì nếu như con trở thành một diễn viên dở thì con làm khổ rất là nhiều người. <cười> <cười> thì ba mình nói câu đấy thì mình cũng tự ái, tại yeah. vì hồi đấy còn nhỏ mà mình nghĩ là trời xong già có vẻ coi thường mình ấy. Yeah. nhưng mà tối về nghĩ đi nghĩ lại thì mình nghĩ là đúng là có lẽ mình chỉ có năng khiếu có thể hoạt động nghiệp dư. sau này vào trường đại học mình cũng hay hát hò này kia nhưng mà có lẽ để đủ cái tài năng đi theo con đường dài nghệ thuật chắc chắn là mình không đủ dạ yeah. và từ đấy thì mình tiếp tục học cấp 3 ừ. xong rồi thi đại học thì mình đi vào học nghỉ sử dạ yeah. và đó là một bước ngoặt cuộc đời đúng, đúng không à, cô một đúng câu là. nói của ba cô là một bước ngoặt cuộc đời bởi vì chúng ta đã không có một nghệ sĩ nguyễn thị hậu nhưng mà bù lại chúng ta có một nhạc khẩu cổ chúng ta có một tiến sĩ chúng ta có một nhà nghiên cứu chúng ta có một nhà văn <laughs> đúng không ạ thật ra đấy là các công việc thôi ạ yeah. Chứ bảo nhà thì chắc không không đủ làm nhà thôi. Yeah. Dạ. À, thôi bây giờ thì mình sẽ nói về nhà hát. Mình không nói nhà phố cổ nữa, mình nói về nhà hát đi. Thì cô đã lớn lên trong một cái bầu không khí cải lương của miền Bắc. Đây là một cái điều đây là một câu chuyện mà em nghĩ là cả em lẫn quý vị khán giả rất là muốn nghe bởi vì chúng ta cần biết cải lương ở một cái môi trường khác nó như thế nào. Vậy thì cô có thể kể cho khán giả nghe là cái cải lương của miền Bắc nó là hình thành và phát triển như thế nào. À, chắc chắn là những cái gì mình nhớ mình kể lại nó sẽ không không đầy đủ toàn diện vì sao thứ nhất là lúc đấy mình còn nhỏ thứ hai là cái góc nhìn của mình thì có lẽ là cũng chưa chưa đủ bao quát như là những cô chú lớn hơn yeah. hoặc là những người có chức trách thật ra bạn mời đến này mình rất là nhớ ba mình và ừ. nếu mà ông già còn thì chắc là sẽ giúp ích được cho những cái chương trình này rất là nhiều à, yeah. à, mình nhớ là từ nhỏ đến lớn thì ba mình thường xuyên đi vắng là vì ông dẫn đoàn cả đường nam bộ đi đi diễn ở các nơi một năm có lẽ là đi miết á chỉ có một vài cái tết là thấy ba mình ở nhà à, nói điều đấy để thấy rằng là đoàn cải lương nam bộ sau này là nhà hát cải lương Việt Nam thì có hai đoàn yeah. đoàn Bắc và đoàn Nam tức là đoàn nam bộ và có thêm một đoàn cải lương nói tiếng Bắc nữa ừ. thì gần như là uh, sân khấu cải lương được người miền Bắc rất là ưa chuộng uh, điều đầu tiên là vở diễn nào ra là cũng rất đông người xem mình chưa bao giờ mình thấy có một cái buổi diễn mà ở dưới khán phòng vé không hết lắm ừ. gần như là tất cả những buổi diễn ở hà nội ở nhà hát lớn hay rạp hồng hà bất cứ rạp nào thì thường ba mình hay dẫn mình đi theo yeah. thì cứ đứng cánh gà xem thôi đứng cánh gà chơi, chơi với các cô chú mình nhìn xuống là bao giờ cũng kín kín rạp và khán giả rất là thích tức là phản ứng lại với vở diễn rất là tốt rất là tốt còn đi các tỉnh thì là diễn có khi là diễn ở ngoài sân kho hợp tác có khi là diễn trong hội trường của tỉnh thì bao giờ cũng là rất là đông khách. thực ra không phải chỉ vì hồi đó là nó thiếu thốn các loại hình nghệ thuật phục vụ đâu, yeah. mà thực ra thì như mình cảm nhận đó, là đồng bào miền Bắc rất thích cải lương, rất thích nghe cải lương và thậm chí là cứ đoàn diễn ở nơi nào là sau đó là nơi đó là thanh niên rồi người ta là là còn thuộc mấy bài cải lương để người ta tự hát với nhau nữa. Yeah. thì đấy là là một một cái việc mà mình rất là nhớ cái thứ hai nữa là ở trên đài phát thanh tiếng nói Việt Nam ấy, lúc đấy thì chưa có truyền hình thì thường xuyên có những cái chương trình được gọi là chương trình dân ca và nhạc cổ truyền ba miền thì chương trình cải lương mình cũng hay nghe mà chương trình cải lương luôn luôn có những cái lời yêu cầu từ các nơi gửi về ừ. là những cái bài bản hay hoặc là những cái giọng ca hay ở đó trên đài mình nhớ là ví dụ có cô Trang Nhung chẳng hạn là cô ca cải lương trên đài đấy, nghệ sĩ Trang Nhung là nổi tiếng đó yeah. đó rồi là những nghệ sĩ ở đoàn cải lương nam bộ như là nghệ sĩ tấn đạt, nghệ sĩ công thành, nghệ ừ. sĩ lê thiện chẳng hạn yeah. là cũng hay ca trên đài. Đàng... một cái thứ ba nữa là uh, các đoàn cải lương uh, tuyển dụng được rất là nhiều diễn viên là người miền Bắc. Cái lứa đầu tiên mà mình nhớ đó, đó chính là nghệ sĩ Thanh Vi, chị Thanh Dậu mà bây giờ ở bên trường đó. Đó, thì các nghệ sĩ này uh, khi vào đoàn cải lương Nam Bộ là bắt buộc phải nói tiếng Nam, ừ. bắt buộc phải nói tiếng Nam Bộ và những người mà dạy tiếng Nam Bộ cho cho các chị thì ngoài cái việc là học ở trường sân khấu là học tất cả những bài bản rồi cách diễn thì về đoàn cải lương Nam Bộ thực tập và sau đó là phải có những cái giờ học tiếng Nam Bộ yeah. mà cô Phi Điểu bây giờ là nghệ sĩ hay đóng phim đó là là cái người mà hay đi dạy tiếng Nam Bộ cho tập tập nói tiếng Nam Bộ cho các anh chị này mình nhớ hoài một cái từ là mà các anh chị phải nói đi nói lại chính là cái từ Tân Sơn Nhất uh, mà mình yeah. rất là tiếc là bây giờ cái sân bay của mình và cái vùng đấy nó mất đi chữ Nhất mà nó lại còn cái chữ Nhất yeah. Yeah. nó bị đồng nhất mất <laughs> hơi tiếc đó thì đấy là đấy là những cái cảm giác đầu tiên mà cái nhớ đầu tiên của mình về cái sân khấu uh, gắn bó với cái đoàn cải lương nam bộ. Thế còn ngoài ra thì mình phải nói thật là ở các ở miền Bắc có rất nhiều tỉnh có đoàn cải lương, ừ. mà trong đấy mình nhớ nổi tiếng là đoàn cải lương ở tỉnh Hải Phòng ở thành phố Hải Phòng ừ. và đoàn cải lương của tỉnh Hà Tây, hình ừ. như là đoàn hoa mai nếu mình nhớ yeah. nhầm, đó thì là hai cái đoàn cải lương cùng với đoàn cải lương chuông vàng ở thủ đô Hà Nội thì là bốn đoàn là đoàn cải lương nam bộ và ba đoàn cải lương bắc nữa là nổi tiếng và thay phiên nhau là có thể nói là mưa làm gió vâng từ ừ. những cái vở mang tính kinh điển ví dụ như kiều hoặc là một số những cái vở gọi là chuyện cổ tích chuyện ấy đến những cái vở mang tính là lịch sử ừ. hoặc là những cái vở mang tính đương đại thì bốn đoàn này có thể nói là là mưa làm gió trên sân khấu cải lương ừ. và đi đến đâu cũng được rất là nhiều người yêu quý ừ như vậy là theo bước chân tập kết của những người chiến sĩ thì cải lương đã tìm đường ra bắc và ngay lập tức được khán giả đón nhận rất là nhiệt liệt đúng không ạ à? thời gian đầu thì các diễn viên phải học tiếng nam thì đúng rồi bởi vì cải lương xuất phát ở miền nam và mang một cái đặc tính vùng miền rất là đặc trưng của nam bộ những cái điệu hò câu hát nhưng mà sau một thời gian thì cải lương bắt đầu tiếp nhận luôn những cái uh, lối nói và cách hát của miền Bắc bởi vì chúng ta thấy là bắt đầu đã có những chương trình đào tạo ở ngay miền Bắc luôn và đó là lúc cải lương bắt đầu hát bằng tiếng Bắc đúng không ạ uh, hát tiếng Bắc là bởi vì nhu cầu của xã hội dạ. là cần phải có thêm những đoàn cải lương dạ. và nói thật là vì công chúng cũng rất là yêu mến cái nghệ thuật này dạ. Chứ nếu mà công chúng mà không yêu mến thì chắc là các tỉnh cũng không có không không thành lập ra đoàn cải lương dạ. và uh, thực sự lúc đấy là cũng không có cái sự phân biệt nhiều lắm giữa tiếng nam và tiếng bắc yeah. thực sự là như vậy nhưng vì có một đoàn cải lương nam bộ cho nên đã có cái chữ nam bộ thì ai mà đoàn đấy là phải ráng và nói được tiếng nam yeah. mình nhớ là ví dụ như cô kim xuân và chú tiêu lang hai nghệ sĩ lớn đó, là từng là diễn đào tránh của cải lương chuông vàng nhưng mà vào đến đoàn cải lương nam bộ thì vẫn học nói tiếng nam và nói tiếng nam rất là nhuyễn uhm. thì thật ra thì cái sự phân biệt đấy để cho thấy cái lịch sử của một cái đoàn là đoàn từ nam bộ ra thôi chứ còn hoàn toàn không có cái sự phân biệt là cái tiếng của vùng nào đâu lúc, ừ. lúc đấy thì là như vậy yeah. đó. và bởi vì đoàn mang tên là đoàn cải lương nam bộ nên là người diễn mới phải hát tiếng nam thôi đúng rồi. còn ở những cái đoàn cải lương khác thì diễn viên vẫn cứ hát tiếng bắc và bắc vẫn được bắc yêu mến là, như bình vẫn, thường vẫn được đúng yêu à? mến và, và à. dân cũng thích lắm ạ rất thích à. tuồng tích cải lương vâng nó ừ. là một điều lạ mà mình cũng cho nên bây giờ mình cũng chưa lý giải hay là mình cũng không không hiểu rõ được là vì sao mà người bắc rất là thích cải lương yeah. và. và cái chi tiết mà cô vừa nói đó là có rất nhiều tỉnh có đoàn cải lương mang tên cái tỉnh đó luôn. Đúng á. Dạ. Yeah, thì dạ yeah, thì mình thấy là cải lương quả nhiên là mang một cái tính uh, đại chúng rất là lớn. Đúng á. Dạ yeah, nó 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 vượt qua được cái những cái định kiến về vùng về miền để nó có thể kết nối được uh, mọi người với nhau. Có lẽ là theo cảm nhận của mình thôi, yeah. uh, là vì là những cái cái bài bản cải lương ấy nó cũng truyền cảm xúc rất là nhanh đến mọi người và thông qua cái ngôn ngữ ngôn ngữ mà thể hiện trong các bài bản ngôn ngữ ở trong các vở diễn thì nó cũng rất là bình dân, yeah. nó bình dị, à, các nhân vật của sân khấu cải lương cũng cũng khá là bình dị, cho nên là hình như nó đi vào đời sống rất là nhanh, yeah. vì vậy người ta cảm thấy rất là gần gũi thân thuộc. Và từ cái gần gũi thân thuộc thì người ta có một cái cảm tình rất là là dễ để người ta có thể thu nhận và thậm chí người ta coi đó là một cái gì đấy thân thuộc với lại cuộc sống của của con người. Dạ với lại uh, Cải lương ra đời và mau chóng tiếp thu những cái loại hình nghệ thuật khác trong đó có loại hình nghệ thuật uh, cổ truyền có sẵn của mình. thí dụ như là uh, Cải lương đã học rất nhiều từ hát bội, rồi. rồi học rất là nhiều từ chèo này kia cái nọ và và khi mà Cải lương uh, uh, ra miền Bắc thì có lẽ khán giả miền Bắc đã gặp lại những loại hình mà họ đã quen thuộc từ rất lâu rồi đúng không ờ, Cũng có một cái sự cải tiến á, ví dụ yeah. như là như mình nhớ là Cải Lương ra miền Bắc thì như là chỗ đoàn ba mình là học bài bản rất là nghiêm túc, tức là những cái bài bản cổ truyền những cái bài bản cơ bản của Cải Lương là học giữ, giữ và kể cả cái cách phát âm uh, nhả chữ là phải cực kỳ là chuẩn yeah. tuy nhiên là bên cạnh đó thì có những cái sự cải tiến hoặc là mới, tôi lấy ví dụ như là bác Tám Danh bác đã làm một cái một cái chương trình được gọi là là vũ điệu Cải Lương đó tức là bác dạy cho các bài bản là phải múa như thế nào ví dụ như là uh, múa uh, của phụ nữ làm sao múa võ làm sao thì cái đấy là là học từ uh, từ hát bội từ tuồng rồi kể cả treo nữa nhưng mà tạo thành cả một cái bài bản là vũ đạo cải lương yeah. mà sau này thì khi mà về thành phố hồ chí minh có nghệ sĩ thu vân á, là dạy giảng dạy bên trường là gọi là học trò chân truyền đó học yeah. trò chân truyền của bác tám danh đó là dạy các vũ điệu cho nên là cái vũ điệu đó thì nó không nó không thuần túy là Hát bội không thuần túy là trèo Không thuần túy là uh, hát tuồng Nhưng mà nhìn là người ta biết ngay Đấy là những cái điệu múa trong những cái bài bản Cải Lương yeah. Mà hồi đó mình nhớ có hai cái vở Mà có thể nói những cái vũ điệu này nổi tiếng Thứ nhất là vở Dệt Gấm yeah. Và thứ hai là vở Nàng Tiên Mẫu Đơn yeah. Thì các cô diễn viên Mà múa những cái điệu múa của Cải Lương Thì thôi rồi yeah. người ta mê lắm uhm. à, Trên tư cách là một, một Một nhà lịch sử, một nhà nghiên cứu lịch sử Thì theo cô thì những gì diễn ra Trên sân khấu đó nó ghi lại nó có phải là một cái biên niên lịch sử của Việt Nam hay không? Chúng ta có thể thấy được lịch sử của Việt Nam ở trên thông qua những vở diễn trên sân khấu hay không ạ? Chắc chắn là có, ừ. chắc chắn là có. Bởi vì ngay từ đầu tiên thì uh, sân khấu cải lương đã mang một cái dấu ấn là luôn luôn phản ánh cái cuộc sống đang lương diễn đại. ra đương yeah. đại. Có thể nói là cái tính cập nhật, cái tính xã hội của sân khấu cải lương lớn lắm. Những năm mình mình còn nhỏ thì mình thấy sân khấu trèo có không nhiều những cái vở diễn đương đại mà chủ ừ. yếu là khai thác cái yếu tố truyền thống ví dụ như quan âm thị kính ừ. hay là xúy vân thì những cái làn điệu trèo hay những cái vở trèo vở tuồng cổ đó thì rất là ăn khách và 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 được diễn rất là lâu. Thế nhưng mà bên sân khấu cải lương thì có lẽ là ngay từ khi tập kết ra thì đã có những cái vở mang tính lịch sử rồi. Tôi lấy ví dụ như là mới ra thì có ngay cái vở gọi là vở lửa cháy lên rồi tức là theo cái câu chuyện về lê văn tám. Ừ. Vâng sau đó thì là đến vở uh, trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là dựng lại một cái giai đoạn của cái cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở năm 1940 ở Nam Bộ. Yeah. Rồi tiếp đó là vở máu thắm đồng Nọc nạn tức là cũng dựng lại một cái sự kiện mm. lịch sử của vùng đất Bạc Liêu. Thế, thế rồi là tiếp đó thì có những cái vở như vở Võ Thị Sáu chẳng hạn thì có thể nói là qua các vở diễn cái danh mục vở diễn của đoàn cải lương Nam Bộ thì đầu tiên là thấy về lịch sử vùng đất Nam Bộ và sau đó là cũng là một phần lịch sử của Việt Nam. Thế và càng về sau thì những cái vở mang tính hiện đại càng nhiều. Ví dụ như là trên đường phố Sài Gòn yeah. rồi Tiếng Súng Đầu Xuân là nói hai vở nói về uh, năm mậu thân. Ừ. Đấy, thế rồi sau đó là có cái vở bên dòng Nhật Lệ là nói về cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc chẳng hạn. Ừ. Thì phải nói là đó là những cái vở mà nó phản ánh lại cái hơi thở của cuộc sống kể cả ở miền Nam, kể cả ở miền Bắc ừ. mà Đoàn Cải Lương đã kịp thời cập nhật dưới góc độ nghệ thuật chứ không mình nói thật là không không bị không bị theo cái kiểu minh họa về thời sự đâu yeah. mà thực sự đó là những cái vở có cái chất lượng nghệ thuật rất là tốt yeah. à, nhờ nhờ cô mà mà em mới biết thêm về những cái tuồng lịch sử thí dụ như là lê văn tám và võ thị sáu em 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 không nghĩ là có nhiều người biết được điều này đâu vâng cũng vì vì những cái vở đấy nó cũng lui ở dĩ vãng rồi yeah, nó đúng cũng rồi. lâu rồi yeah. vâng và nó mang tính thời điểm ừ. cập nhật thời sự vào lúc đó ta. và sau này cải lương còn đi thêm một bước nữa đó là khi mà bắt đầu bị những cái kèm tỏa thì cải lương tìm ra được một cái cách khác để thể hiện những cái ẩn dụ có nghĩa là thông qua một cái vở diễn ở một cái thời đại khác nhưng mà để nói về cái cuộc sống của ngày hôm nay à thí dụ như um, cái tuồng uh, lấp sông danh à yeah. uh, một cái tuồng vâng nó nói về uh, trịnh nguyễn phương tranh đúng và rồi. nói về cái ước mơ được thống nhất đúng của đúng hai đúng miền đó. nhưng thật ra nó là ước mơ của người hiện đại đó là Bắc Nam chúng ta chia và chúng ta có một cái mơ ước rằng sẽ có một ngày nối liền đúng. và cái vở diễn đó đi liền với một cái sự kiện lịch sử đó là có một cái người đã ném một cái quả lựu đạn lên sân khấu và làm thiệt mạng rất là nhiều người trong cái vở diễn đó. đúng mình và... còn biết cái sự kiện đấy ở rạp Nguyễn Văn Hảo ở tại Sài Gòn lúc đó. Yeah. À, lúc đó là cô biết cái sự kiện đó là thông qua. À, ngoài đấy thì thật ra là không có được gọi là không được nghe đài Sài Gòn ừ. thế nhưng mà Uh, những người mà miền Nam tập kết thì rất là nhớ quê hương, yeah. rất là nhớ quê cho nên là như là nói ra thì buồn cười nhưng ba mình thì hay uh, hay mắc đài Sài Gòn để nghe cải lương. Yeah. Chính mình nghe cải lương Nhưng sau này có nhiều chuyện mà cũng vui ví dụ như là ông già được nghe tân cổ giáo duyên chẳng hạn là đầu tiên ông ta khó chịu lắm. <cười> <cười> nên thôi quay lại thì chính là nghe qua đài Sài Gòn cái hiện tượng đấy mình vẫn nhớ là khi mình biết là vì khi thấy ba mình nghe cái sự kiện đấy, nghe đài và nước mắt ông già chảy xuống, yeah. thì mình biết là có có một cái việc gì đấy rất là lớn. Mãi sau thì ba mình mới kể là nghệ sĩ đầu tiên là ba mình cảm cái chuyện đấy là là vì người nghệ sĩ đã thiệt mạng vì đã làm cái việc của mình, yeah. Tức là đã thể hiện cái vai diễn của mình mà lại thiệt mạng vì chính cái nghề của mình. Nhưng sau đó thì mình biết chắc chắn là ba mình nhớ đến cái việc là Đi tập kết chỉ nghĩ 2 năm Không bao giờ nghĩ là lâu như thế Dạ yeah. yeah. Và có một cái gì đó nó bắt đầu Có một cái sự hoài nhớ Đúng không dạ yeah. Chàng ở đầu sông ở cuối sông Nhớ nhau mà không sao Gặp mặc dầu hai ta Vẫn cùng uống chung Dòng nước in bóng Ai đưa ở nước trong veo và nước trắng ngần ai chia cách mối tình trong trắng của hồng con gái như nụ hoa còn dư mùi hương. nhìn màu xanh bên kia là nhớ Kia Bắc. thì không không những là lóc sông danh đâu mà cả thí dụ mình nói là vở thái hậu dương văn nga chẳng hạn vợ, sau này dạ hay là tiếng trống mê linh những cái vở mà đã được uh, ra đời và đã được diễn vào một cái thời kỳ mà mà chúng ta đang có một cái cuộc chiến tranh biên giới và một lần nữa lại có lũ đạn ném lên, lên sân khấu, đúng không ạ? Và sau đó là cái 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 chết của nghệ sĩ, sĩ Thanh Nga. Nga. Dạ. Chúng ta thấy là dường như sân khấu không bao giờ xa xa rời những cái dấu mốc lịch sử của dân tộc, đúng không ạ? Uh, hồi nãy là chúng ta đã đi một cái hành trình từ miền Nam ra miền Bắc, bây giờ chúng ta sẽ đi ngược lại. Từ Bắc vào Nam, thì cái hành trình đó lúc này cô đi cùng với ba của cô đúng không ạ? Năm 75 thì ba mình đi được gọi là đi tiếp quản khá sớm yeah. Tức là khi mà chưa công bố về cái gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh thì đã thấy ba mình đi rồi Có thể nói rằng là trong cái cuộc đời nghệ thuật của ông già ở miền Bắc Thì ông già đã đã đi được gọi là đi bê đấy, đến 4 năm lần nhưng mà không lần nào về đến quê hương yeah. Có khi chỉ để vào đến vùng Quảng Trị, vào đến Tây Trường Sơn là đã phải quay ra vì điều kiện chưa chưa thuận lợi yeah. dẫn các đoàn nghệ thuật đi đấy. Uh -huh. Thành ra cái lần này đi thì mặc dù là rất háo hức nhưng mà ba mình cũng không chắc được là mình có được về đến 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 Nam Bộ hay không, đến quê hay không. Thế nhưng mà tháng 1, mình nhớ là tháng 1 thì ba mình có lệnh là tập trung đi B. Và đi không phải là đi bộ, đi theo Trường Sơn như bình thường nữa mà đi máy bay vào đến một điểm nào đấy từ đó ông già mới bắt đầu đi bộ vào yeah. trong phía Nam. Sau đó thì Tháng 5 năm 75 thì má mình cũng về tiếp quản. Thành phố và gia đình mình lần lượt đi vào Nam cùng ừ. đi về quê cùng với lại ba má. Thì về thì ba mình làm đầu tiên là ở ban tiếp đón nghệ thuật của thành phố là tiếp đón các đoàn tập kết trở về rồi tiếp đón các đoàn nghệ thuật ngoài miền Bắc đi vào đây diễn để phục vụ bà con trong những ngày đầu mới thống nhất đất nước. Đó và sau đó thì ông già làm việc ở Sở Văn hóa Thông tin, phụ trách khối sân khấu và đồng thời là làm ở hội sân khấu thành phố. Dạ. Yeah. Thì à, bao nhiêu năm cô à, theo dõi cải lương ở miền Bắc, thì bây giờ cô quay vào Nam, cái nôi của cải lương thật sự và nơi là có rất nhiều những cái đại bang lớn thì cô có thấy là cái sự khác biệt giữa cải lương của miền Nam và miền Bắc lúc bây giờ không? Đầu tiên có thể nói là cái giọng ca thì mình không lạ, vì sao? Thứ nhất là từ nhỏ lớn được nghe ca bằng tiếng Nam Bộ. Yeah. Nhưng mà chắc chắn là không nhiều giọng ca hay bằng ở Sài Gòn. À. Cái thứ hai nữa là các giọng ca ở ở trong Sài Gòn thì mình cũng hay được nghe lén qua đài. Ví dụ như <laughs> giọng ca Lệ Thủy chẳng hạn, à. hay nghe lén lắm. Ví dụ mình nhớ cái là bài đầu tiên mà mình nghe giọng ca Lệ Thủy, đấy là bài cô bán đèn lồng. Cô bán đèn hoa giấy. Dạ vâng. À. Trời ơi mê lắm, mê lắm. À. Có một lần mình đi về miền Tây mà buổi trưa cái trên xe đi thôi đi qua một cái làng xóm nó yên tự nhiên trong một cái nhà nào đấy có cái tiếng radio cái bài đấy mình xúc động kinh khủng mình yeah. nghĩ rằng là đấy cái cải lương nó sống như thế mấy chục năm mà cái bài đấy mà vẫn được người miền tây nghe đi nghe lại yeah. nó phải có cái sức quyến rũ gì đấy đúng không ạ yeah. đấy thì mình không thấy lạ lắm đâu thế nhưng mà cũng có cái lạ lạ là chủ yếu là qua các vở diễn mà điều này là không phải chỉ mình mà mình còn được được ông già uh, giáo dục giáo dục cái mà ông già gọi là thẩm mỹ nghệ thuật thì hồi đấy về á, là cái lạ đầu tiên là gì? Trời ơi, rạp hát mà ồn ào lắm. Ừ. người ta xem rất là quý trọng nghệ sĩ, rất là thương nghệ sĩ nhưng mà ồn trời ơi, ở trên diễn, ở dưới ăn uống, đi ra, đi vô, rồi đủ ừ. thứ. Và ba mình cảm thấy điều đấy, ông già không 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 bằng lòng, ông già cho rằng là cái rạp hát, cái sân khấu phải là cái thánh đường và người 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 khán giả dù là bình dân thì phải hết sức tôn trọng cái lao động của người nghệ sĩ ở trên sân khấu. Ừ. Thì đấy là cái đầu tiên và sau này thì ông ta cũng ráng đó ráng làm sao mà cho cái sân khấu là hát đúng giờ này, ừ. không có dây dưa này và khán giả không có đi ra đi vô, giống kiểu bây giờ là nghe hát là không được bật điện thoại đại khái thế. Ừ. thì đấy là cái đầu tiên mà mình thấy lạ là, là có lẽ là cái tính bình dân á và người ta quen thuộc quá với sân khấu, cho nên người ta cảm thấy đấy là cái gì rất là bình thường, không không để ý đến một cái lao động nghệ thuật rất là vất vả của của người diễn. À, cái thứ hai là các vở diễn là diễn viên hay hay diễn cương. Diễn cương chủ yếu là diễn hài tức là cứ lâu lâu thọc một câu để cho khán giả cười đó mà đôi khi cái đó nó làm phá đi cái không khí của của cái đoạn đoạn kịch bản đó hoặc là nó làm cho bạn diễn bị sao lãng chẳng hạn là ba mình rất là khó chịu và bản thân mình mình xem mình thấy lạ lắm. Vì mình có lẽ hơi quen cái gì đấy hơi hàn lâm theo kiểu miền Bắc. Cho nên là cảm thấy là ủa tại sao tự nhiên này diễn mà cương hẳn hoi nhá chứ không phải là đến là đoạn hài đâu nói cương một câu mà nó bạn bạn diễn đứng bên cạnh buồn cười phải quay mặt đi mà cười á. Đó. đó thì cái đấy là hồi đó cực kỳ phổ biến. Cho oh. nên là ba mình hơi cảm thấy rằng trời ơi như vậy là không có nghiêm túc. Yeah. Tức Là một vở diễn như vậy không nghiêm túc mà dù ở dưới khán giả thì cười rần rần nhưng mà ba mình cho rằng đấy là không nghiêm túc. Đấy hoặc là tấu nhạc. Tức là một vở diễn thì trời ơi nhạc nhạc ta nhạc tàu gì là cứ tấu loạn xì ngậu lên không có ăn nhập gì cả ừ. thì đó là cái mà mình thấy thấy khác thôi yeah. chứ còn ví dụ như là các nghệ sĩ mà diễn các vai diễn được gọi là đón đi đóng giày đó, thì mình vô cùng là kính phục trời ơi xem là thôi mê lắm thanh yeah. kim huệ hay là uh, mỹ châu ví dụ tổng ca mỹ châu chẳng hạn là yeah. ca rất là lạnh lùng ừ. nghe rất ruột đúng không ạ yeah. đó. mê lắm nhưng mà nếu như mà ca lẻ từng bài thì, thì không có vấn đề gì ừ. nhưng mà đặt trong một vở diễn thì có quá nhiều vấn đề mà ba mình gọi là vấn đề về thẩm mỹ nghệ thuật là chưa ổn. Yeah. Thì mình cũng được giáo dục như thế ừ. và mình thấy nó lạ như thế thôi. Yeah. Ừ. Em nghĩ là bởi vì những năm tháng ở cụ ở miền Bắc thì cải lương ở miền Nam cũng đã trải qua rất là nhiều xuân hạ thu đông rồi. Đúng rồi. Yeah. Bởi vì cải lương khả năng tiếp thu rất nhanh và những loại hình mới là cải lương học rất nhanh mà bữa giờ em đi phỏng vấn rất là nhiều anh chị cô chú thì em được biết là cải lương còn tiếp thu cả điện ảnh đem cả điện ảnh lên sân khấu rồi cải lương kể những câu chuyện không chỉ của việt nam mà bắt đầu kể qua chuyện ả rập rồi, rồi. đủ thứ hết rồi và mỗi mỗi ừ. lần diễn như vậy thì khán giả lại đòi nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn rồi đem kiếm hiệp rồi đu dây rồi xiết, rồi đủ thứ hết rồi và khi mà 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 cụ trở về thì những gì cụ nghĩ về cải lương ngày xưa nó đã thay đổi vì cải lương cũng đã luôn luôn thay đổi đúng thật ra thì nó là một cái quy luật văn hóa thôi, yeah. tức là những yếu tố văn hóa, những thành tố văn hóa đi xa thì bao giờ họ cũng giữ lại. Mm. Ví dụ như là mình mang món ăn đi sang Mỹ chẳng hạn, bây giờ các bạn sang đấy có khi nấu còn ngon hơn là ở Sài Gòn bây giờ chẳng yeah. hạn, bởi vì đi mang cái gì đi là mang là giữ gần đó, yeah. nhưng mà ở tại chỗ do cuộc sống mà cho nên nó thay đổi. Tuy nhiên là mình không nói về chủ đề, mình không nói về những cái phương tiện mới khi mà mà tham góp vào sân khấu cải lương, yeah. điều đấy đều tất nhiên thôi. Yeah. Nhưng mà ở đây mình mình nói là cái cái thẩm mỹ ấy, tức là cái sự um, đẹp cái 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 đẹp của nghệ thuật ừ. nhiều khi bị phá vỡ chỉ vì những cái nó vụn vặt yeah. đó thì ba mình rất là cầu toàn trong ừ. trong việc đấy yeah. và ba mình thì không phải là cái người gọi là uh, quá hàn lâm đâu ông già là gốc Nam Bộ mà cho nên cái tính hàn lâm nhà thì thì không có nhưng mà ông già cho rằng là để một vở diễn mà đạt đến cái thẩm mỹ và đưa cái thẩm mỹ đây đưa cái cảm xúc thật đẹp cho cho khán giả ấy thì phải có những cái sự nghiêm túc nhất định yeah. chứ không thể gọi là tùy tiện hoặc là không ừ. thể linh hoạt theo cái kiểu là ừ nó qua rồi thì thôi không sao thì dạ ừ. hơi nghiêm khắc trong trong cái việc đấy. Và sau này thì bên hội sân khấu tổ chức khá nhiều những cái buổi gọi là buổi nói chuyện hay là buổi học tập về về nghệ thuật thì ba mình là cái người luôn luôn là đi nói chuyện về cái cái đề tài đấy để cho các các nghệ sĩ. Dạ. Yeah. Hồi nãy cô có nhắc đến cái bản cô bán đèn hoa giấy cái bản này thì từ lúc mà làm trăm năm sân khấu đến giờ thì gần như ừ. nghệ sĩ nào cũng nhớ cũng 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 nhớ hết là bởi vì gốc là của nghệ sĩ thanh hương có nghĩa là trước cô lệ thủy nữa thì cô lệ thủy nghe cô thanh hương hát thì mê quá mới hát lại cái bài cô đáng nghe và cái điều đặc biệt là như thế này trong cải lương á cô thì mình biết là một cái bài hát mà một cái nghệ sĩ mà đã hát rồi khó có ai mà thay được hết đúng á Lá chết, luôn chết tên luôn đúng rồi. rồi nhưng mà cô lệ thủy này cô làm được một cái chuyện đó là cô thanh hương đã hát rồi cô lệ thủy hát lại mà nổi tiếng luôn đúng thì mới thấy là cái cô cô lệ thủy quá quá xuất sắc cái giọng cục chị lệ thủy là không ai thay thế được mà dạ. thì um, theo chị thì vì sao cái hiện tượng này lại xảy ra ở cải lương thí dụ mình nói một cái bài tân nhạc đi một cái bài hát nó đã hay rồi thì nhiều ca sĩ hát sẽ cho nhiều version khác nhau và mỗi mỗi bản lại có một cái hay và khán giả đều yêu mến như nhau nhưng tại sao Cải Lương gần như khi ai hát đã 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 đóng đinh tên của họ rồi không ai có thể hát lại được. Hỏi mình chắc là mình cũng không thể lý giải được một cách một cách rõ ràng đâu ừ. nhưng mà theo cái cảm nhận của một người nghe thì nhá ừ. thì mình thấy là cái thứ nhất ấy là Cải Lương kể cả bài bản và kể cả những cái chủ đề nó phản ánh, kể cả những cái lời ca là nó nó rất là đầy cảm xúc mà sau này vùng đất Nam Bộ mình phát triển Bolero ấy, là có lẽ là là cái đặc điểm này đấy yeah. tức là lời ca luôn luôn đầy cảm xúc và cái cảm xúc đấy mang tính cá nhân khá nhiều vì vậy cho nên nếu như nghệ sĩ nào bắt được cái cảm xúc trong cái lời ca đó đó thì người ta sẽ đẩy cái bài đó lên rất là cao còn nếu như những người khác không có được cái tâm trạng đó không có được cái hoàn cảnh đó không bắt được cái cái cảm xúc đó thì chắc chắn là sẽ không hát hay được được ừ. bằng cái nghệ sĩ mà đã bắt được cảm xúc đó. Cũng như các bài bolero bây giờ chẳng hạn, ừ. mình thấy khá nhiều đài là cho những ca sĩ trẻ hát lại nhưng mà chắc chắn là không thể hay bằng những ca sĩ trước đây đã hát lần đầu tiên những cái bài đấy bởi vì là người ta đã, đã 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 người khai phá đầu tiên cái cảm xúc đó và đẩy cái cảm xúc đấy lên làm cho khán giả nhớ. Đấy là cái cái thứ hai là ở trong trong miền Nam Nam bộ mình thấy có một hiện tượng trước năm ấy là có các tác giả là Donny đón đóng giày cho từng ca sĩ tức yeah. là sáng tác những cái bài bản những cái lời ca phù hợp với cái cách nhạc nhạc câu của cái nghệ sĩ này phù hợp với làn hơi của nghệ sĩ kia cho nên là rất là phù hợp giống như mặc một cái áo đẹp vậy đó yeah. thì là người đấy chỉ có người đó mặc cái kiểu đó mới đẹp chứ không thể ai mà khác yeah. thì đó là hai cái mà mình nghĩ rằng là nó vừa tạo cho nghệ sĩ thăng hoa hết cái tài năng của mình nhưng đồng thời nó cũng ghi lại một cái lịch sử qua cái trí nhớ của khán giả yeah. qua ký ức của khán giả về về nghệ thuật cải lương mà cái bài bài bán đèn bông giấy đấy yeah. là một điển hình mình là chỉ được nghe sau cùng một cái thế hệ hậu sinh thôi yeah. mà phải nói là mình nhớ hoài nhớ không không thể nào quên được dạ yeah. à, em em đây không không bán má hồng em đây chỉ bán cho anh cho anh đèn lọc một cái câu nó rất là bất tử để nó kết lại một cái bài hát rất là đẹp yeah, hôm nay cô đến đây và cô mang những cái bức ảnh rất là quý giá yeah. thì à, à, mong cô kể lại lịch sử của à, những cái bức ảnh này. Yeah. À, đây là cái bức ảnh mà cái hội nghị thành lập hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vào năm năm Wow. Thì trong này là có những nghệ sĩ nam bộ tập kết. Ví dụ như là Ba Mình, bác uh, Ba Du, yeah. rồi có một số người nữa cả bác Tám Danh nữa. Bác Ba Du yeah. đây, bác Tám Danh đây. Yeah. Đó và ở đây rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ví dụ như bác Thế Lữ, rồi cô Song Kim. Yeah. cô Kim Xuân, cô Thúy Ngân, yeah. đó, là đấy là có thể nói rằng là những nghệ sĩ mà tập kết ra bác nghệ sĩ cải lương tập kết ra bác là có góp phần vào cái việc thành lập một cái hội nghề nghiệp rất là lớn của ừ. của sân khấu mình trong đấy có cải lương. Yeah. À, đây là bức bức ảnh mà ba mình đi um, chụp đi Sơn La, uh, đi đưa đoàn cải lương nam bộ đi diễn ở Sơn La vào mùa đông mùa đông năm sáu hai mà cái dịp gần tết, ấy. tức yeah. là tết này ba mình cũng có nhà. Yeah. Đấy và uh, ở Sơn La thì có cái mỏ thiếc tĩnh túc. Ừ. và khi ba mình lên đó thì ba mình và rất nhiều cô chú có ghi trong cái cái sổ lưu niệm của mỏ thiếc và có một lần có một bạn nhà báo khi lên đó thì khi xem cái phòng truyền thống của mỏ thiếc thì có tìm ra được cái trang bút tích có bút tích của ba mình và có rất nhiều chữ ký ví dụ như chữ ký của ca lê hồng yeah, là một hội yeah, sân khấu yeah. chẳng hạn đó thì đấy là cái dấu ấn mà mà khi đi biểu diễn thì 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 ba mình thường lưu lại à, đây là một cái sự kiện mà à, cũng có vài bạn hỏi mình yeah. là năm 69 nghe nói là có một cái đoàn văn công nghệ thuật của miền Bắc đi sang uh, Paris uh, Nhân bắt đầu mở cái uh, hội đàm Paris yeah. Thì uh, lúc đó là ba mình đưa một đoàn được gọi là đoàn nghệ thuật uh, Đoàn nghệ thuật của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa qua diễn Trong đó có cải lương, có tuồng, có treo nhưng mà có ca múa nữa, ca múa nhạc yeah. hiện đại nữa yeah. Đó thì đây là uh, một số nghệ sĩ, chủ yếu là nghệ sĩ của đoàn cải lương Nam Bộ chụp hình với ông Xuân Thủy lúc đó là bộ trưởng bộ ngoại giao và trưởng đoàn uh, đàm phán của Việt yeah. Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc right. đấy thì cũng có nhiều chuyện vui mm. là uh, khi mà Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa đoàn nghệ thuật sang thì uh, Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn cũng đưa đoàn thanh minh thanh nga oh. qua đó biểu diễn yeah. thì uh, mình thấy đây là một hiện tượng rất là hay mm. là bởi vì uh, nghệ thuật nhất là nghệ thuật biểu diễn luôn luôn nó gây cảm xúc và nó gây cảm tình nó gây cảm xúc rất là trực tiếp với người đối diện yeah. và người ta kể cả kể cả đối thủ hay là kẻ thù yeah, thì rồi. thông qua cái nghệ thuật này là dễ thuyết phục nhau lắm. Yeah. thế Nhưng mà có một hiện tượng rất là hay là hai đoàn sang đó diễn thì chẳng có cái gì là đối thủ cả và ừ. hai đoàn thì cứ mạnh đoàn nào đoàn đấy diễn và thu hút khán giả Việt Kiều và như theo mình biết thì hình như bên ngoài cũng các nghệ sĩ vẫn gặp nhau yeah. nhưng mà đại khái là không diễn chung thôi lúc đó à. thì nó cũng còn có những cái định kiến hơi. Thì đây là một cái kỷ niệm rất là hay mà ba mình nói là uh, đi sang đấy uh, à lần này là ba mình sang đấy và mua được cái cuốn 50 năm mươi uh, năm mê hát của cụ Vương hùng Sệt. Ồ. Oh, Bà mình dạ. sang Pháp mới mua được cuốn đấy và mình xem những cái hình nghệ sĩ trong đấy ấy, ngọc bích này rồi ngọc dầu này, kim cương này, thanh nga trời ơi, đẹp ơi là đẹp. Mm. Đó thì đấy là cái kỷ niệm mà cái cái hình này rất là quý có chữ ký của ông Xuân Thủy. Yeah, hay quá cô, có nghĩa là <laughs> à, đây là hòa đà ba lê dạ, và, và 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 Bắt đầu miệng. bắt đầu mở, bắt đầu mở hòa đà ba lê dạ. sau sau mậu thân. Và, và hai miền bắt đầu uh, đi qua đây và mang theo những cái đoàn văn nghệ. Và... Dạ vâng và wow, thì... trình diễn cho đồng bào việt kiều yeah. vâng trình diễn cho những cái người mà ở trong hai cái đoàn đàm phán này và yeah. chủ yếu là là phục vụ việt kiều thì uh, sau này mình sang pháp mình gặp lại các anh chị việt kiều lúc đó là tham gia phục vụ những đoàn này thì các anh chị kể chuyện vui lắm bà đoàn nào diễn hay thì đi coi là lúc đó không có phân biệt bên này bên kia yeah. vâng thì nghệ sĩ mà Yeah. thì uh, chính quyền nói đi làm việc này việc khác thì tất cả các đoàn nghệ sĩ thuật thì cũng phải phục vụ thôi yeah. Thế và đây trên đường về thì ghé qua uh, uh, moscow thì có một số các anh chị đa, của người nam bộ đang học đạo diễn ở bên đó ví dụ như có chị oanh rồi chị bạch lan yeah. đó, đây là nghệ sĩ lương đống uhm. đó, là những cái người mà rất là nổi tiếng thì đang được học ở liên xô yeah. đó, thì, thì như vậy yeah. À, đây là những cái hình mà ba mình chụp mà năm 82, 83 ở tại thành phố mình. Yeah. À, có lẽ hình như đây là có một cái cuộc uh, uh, họp mặt ở hội sân khấu thì nghệ sĩ bạch Tuyết và yeah. nghệ sĩ Thanh Sang yeah. có uh, tặng cho ba mình một lãng hoa. Yeah. Mình nhớ cái này hình như là cái uh, hội thảo về sân khấu cải lương toàn quốc yeah. và ba mình là diễn giả chính còn đây là ông Phạm Hùng lúc đó là thủ tướng đến thăm hội sân khấu có Bác Dương Đình Thảo yeah. là lúc đấy là giám đốc của sở văn hóa yeah. hmm. vâng. à, ba mình thì làm ở sở văn hóa thì phụ trách phó phụ trách khối sân khấu cho nên thường xuyên với các đoàn hát có phải nói là từ lúc ba mình về cho đến khi ba mình mất năm 85 thì gần như là cái chuyện ông ăn cơm nhà buổi chiều là hiếm lắm bởi vì là các đoàn hát thì diễn buổi tối nên là, là ba mình cứ sau cái giờ làm việc là hay đi xuống các đoàn hát thứ nhất là để xem thực tế là họ diễn rồi đời sống anh em như thế nào và thứ hai là cũng muốn tìm hiểu gần gũi các nghệ sĩ để có yeah. gì là mình quản lý hoặc là đưa ra những chính sách nó đúng yeah. nên ra ba mình hay thường xuyên dụ đoàn ca kịch thống nhất đó rồi là đoàn tuồng cổ huỳnh long minh tơ chẳng hạn yeah. là những cái nơi mà ba mình rất thường xuyên xuống không phải chỉ uh, ngồi chơi mà ông già cửa còn nhậu với các nghệ yeah. sĩ rồi cứ loay hoay ở trong hậu trường ba mình có một đặc điểm là làm quản lý nhưng mà rất là gần anh em hậu trường. Yeah. Anh em hậu đài đó. Bốc vác rồi phục trang là ba mình gần lắm. Vì ba mình nói rằng là nếu không có những người đấy, những không có những người mà lui vào trong bóng tối thì không bao giờ có nghệ sĩ tỏa sáng ở trên sân khấu. Dạ yeah. là nói một câu văn vẻ nhưng mà thực sự mình rất là thấm. Mm. Bởi vì bởi vì cho thấy rằng là cái cái tính tính tập thể ở trong một vở diễn. Yeah. Có thể là nghệ sĩ rất là tỏa sáng nhưng mà để mình tỏa sáng thì phải bao nhiêu người thì cái đấy cũng là cái mà ba mình cũng cũng phải đấu tranh với một số hiện tượng yeah. được gọi là hiện tượng ngôi sao yeah. đó ừ. ngôi sao làm khổ nhiều người tức là không không chú ý đến những công sức người khác mà chỉ chỉ nghĩ đến mình ấy. thì đấy cũng là cái mà ba mình cũng yeah. cũng, cũng 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 hơi hơi uh, hơi um, gọi là cứng rắn trong cái yeah. chuyện đấy yeah. cô cô làm em nhớ đến uh, cái chuyện ngắn uh, bàn thờ tổ của một cô đào đúng không ạ của, của, của nhà chú, văn nguyễn quang văn, 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 văn văn sáng văn. cũng nói về việc để cho một cô đào có thể phi thân bay lên hàng đêm thì có một cái người ở dưới học lặng lẽ dạ, lạc vâng, dạ. thì đây là với đạo diễn đình quang ông là cái người thứ trưởng bộ văn hóa lúc đấy và cực kỳ là quan tâm đến sân khấu của, của miền nam yeah. phải nói là chú đình quang có những cái chính sách tư vấn cho nhà nước có những chính sách rất là phù hợp với lại thực tiễn của thành phố mình cũng yeah. như nam bộ yeah. Đấy và đây là ba mình dẫn các nghệ sĩ đi ra miền Bắc đấy, và gặp gỡ các nghệ sĩ ở miền Bắc và đến uh, viếng lang bác ở miền Bắc thì lúc đấy ba mình là trưởng đoàn và dẫn các nghệ sĩ đi ra như là để giao lưu với lại sân khấu phía Bắc. Dạ. Yeah. Đó thì một số cái hình ảnh mình còn giữ lại được. Dạ, yeah, rất là rất là quý thưa cô. Và mình thấy uh, trong bức hình này là chúng ta thấy uh, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đúng yeah. không ạ? Rồi uh, ở đây là mình uh, mình thấy uh, uh, cô Bạch Tuyết và À, chú thanh sang, sang. Dạ, à. mình mình thấy rất là nhiều những uh, nghệ sĩ lớn và mình thấy ở đây uh, ba của cô là một uh, chứng nhân uh, giống như là một cái chất kết nối để uh, kết nối uh, những nghệ sĩ lại với nhau. Dạ vâng. Yeah. Bây giờ thì rất nhiều cô chú mà uh, làm việc với ba mình thời đó đấy thì cũng có một cái nhận xét mà mình rất là tự hào yeah. là uh, ba mình là cái người rất là thương nghệ sĩ yeah. và cũng được nghệ sĩ thương yeah. là chỉ vì là ông ta rất là trân trọng đóng góp của bất cứ nghệ sĩ nào, yeah. nhưng đồng thời là ông già cũng là một cái người quản lý đoàn hát mà uh, có một cái tư chất nghệ sĩ, cho nên là rất là hiểu và yeah. đưa ra những cái chính sách rất là phù hợp với một cái môi trường đặc biệt là yeah. môi trường nghệ thuật. Yeah. Mình có thể nói là dường như là trong nghệ thuật chúng ta không thấy cái sự phân tách, chúng ta không thấy cái sự phân chia. À. Không, mình mình không hề thấy điều đấy. Yeah. Nhất là những năm ba mình còn sống, ừ. rất là nhiều nghệ sĩ đến nhà mình đến chơi rồi đến uh, than phiền về công việc, đến thắc mắc đủ thứ hết á. Cho nên là với mình chẳng hạn mình không hề thấy ba mình có một cái gì là phân chia bắc nam hay là bên thắng bên thua. Thực sự. Yeah. Và nhà mình luôn luôn là cái 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 nơi mà rất là nhiều nghệ sĩ ở Sài Gòn đến chơi, đến nhộng nhẹt với ông. Uh, à yeah. Trong những cái uh, vở cải uh, lương mà cô được uh, xem uh, cả ở miền mình bắc lẫn uh, miền nam sau này thì nếu như mà phải chọn ra một cái vở cái lương mà làm cho cô cảm thấy ấn tượng nhất thì đó là vở nào à, chắc chắn đầu tiên thì không thể không nói đến uh, vợ tiếng uh, chống mê linh ừ. nhưng mà nếu mà cái vở mà mình xem đầu tiên mình thích chính là là bên cầu diệt lụa cơ ừ. bởi vì là cô 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 coi vở đó ở đâu ạ à? À, mình coi mình nhớ là cái tập tập hương đạo ạ à. vâng lúc đấy là cô thanh nga với lại chú thanh sang ừ. diễn và, và sau đó thì rất hay xem lại ở trên trên truyền hình đấy thì có lẽ là vì cái mình người nam bộ những cái tuồng tích gì nó đời thường có lẽ là dễ dễ vào với mình ừ. mình thích lắm thế còn tiếng chống mê linh sau này là câu thơ yên ngựa của đoàn minh tơ chẳng hạn là cũng là những cái vở mà có thể nói là truyền tải cái sự kiện lịch sử nhưng bằng bằng một cái hình thức nghệ thuật rất là hay ừ. rất là thuyết phục và người ta xem cái đấy người ta không nghĩ rằng là đấy là một cái câu chuyện gọi là lịch sử khô cứng mà người ta thấy rõ ràng đấy là một phần của Việt Nam mình, một phần của con người Việt Nam. Dạ. Yeah. Cũng giống như là mình mình đọc lịch sử về hai bà Trưng đấu tranh nó sẽ không phê bằng coi uh, tiếng trống mê linh đúng không ạ đúng ạ giống như mình thấy những nhân vật lịch sử bước ra và có một cái đời sống yeah, như là đang đối thoại với mình đúng mình đang được trò chuyện với tiền nhân của mình thông qua những cái vở cái lương mà có thể nói là uh, ba của cô đã dành uh, trọn một đời uh, cho sân khấu để phát triển uh, ngành uh, nghệ thuật này thì đây ngay cả cuốn sách này một đời sân khấu đây vậy thì uh, không biết là uh, ông có một cái ước nguyện nào uh, Trước khi uh, nằm xuống không ạ, đi vào đến sân khấu. Ba mình thì ước nguyện về sân khấu nhiều lắm, ừ. nhưng mà có lẽ là có một cái mà mình cho rằng là hết sức chính đáng và hoàn toàn mình có khả năng làm được. Đấy là đến cho đến lúc mà ốm nằm bệnh viện ốm rất nặng nằm bệnh viện, ba mình vẫn còn đau đáu một cái việc là chưa chưa thành lập được một cái viện nghiên cứu về sân khấu cải lương. Yeah. Bởi vì ông già nói rằng là sân khấu cải lương nó ra đời trong một cái hoàn cảnh xã hội nhất định. Và bây giờ nếu không không nghiên cứu nó, không tìm ra được những cái yếu tố để nó ra đời, nó tồn tại và phát triển thì khi mà xã hội thay đổi thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sân khấu cải lương. Yeah. Thì trong cuốn sách này có có một cái đề cương được gọi là đề cương nghiên cứu về sân khấu cải lương thì có nói đến là điền muốn bảo tồn nó, muốn phát triển nó thì phải làm việc gì? Thì ngoài những cái việc đào tạo rồi là bài bản rồi ABCD thì trong đấy dưới độ khoa học một chút đấy thì ba mình cho rằng chắc chắn và phải cần có một cái viện nghiên cứu về sân khấu cải lương uh, mang tính khoa học chứ không không chỉ là truyền nghề bài bản mà phải có mạng cái tính khoa học bởi vì nếu không có căn cứ khoa học thì mình sẽ không tìm ra được cái nguyên nhân để cho nó tồn tại và phát triển yeah. và cũng không lường trước được những cái yếu tố nào sẽ tác động để làm cho nó thay đổi theo chiều hướng xấu hay tốt yeah. thì có lẽ đấy là cái mà ba mình đau đáu và tất nhiên bên cạnh đó thì cần phải có một cái bảo tàng nữa. Yeah bảo tàng về nghệ thuật sân khấu cải lương nữa một cái loại hình nghệ thuật cực kỳ đặc trưng cho vùng đất nam bộ và hết sức là tiêu biểu cho con người nam bộ mà nếu không có thì rất là tiếc nhà yeah. vậy thì với những cái chuyển động hôm nay thì những cái việc mà cô vừa nói nó đâu có khó làm đúng không cô việc, việc lập ra một cái theo mình hoàn thú. toàn không không khó một chút nào ừ. chỉ có khó một cái là thứ nhất là bây giờ mới bắt đầu làm thì nó rất là muộn rất là nhiều người tâm huyết rất là nhiều người đã giữ những kho tàng cải lương thì đã không còn và bây giờ nếu mà muốn làm thì cực kỳ khó khăn cái thứ hai nữa là mình cũng thấy khó là bởi vì hiện nay sân khấu cải lương thì nó nó không còn được phát triển và nó không còn sống như ngày xưa. Mặc dù cái điều này cũng cũng là một điều mừng là trên đài phát thanh chẳng hạn thì luôn luôn có những cái cuộc cái cái cuộc thi về bông lúa vàng cái gì đó thì đối với người trẻ, đây là một điều mình rất là mừng là đối với người trẻ thì họ vẫn luôn luôn ca cải lương, vẫn đi thi cải lương. Rồi hát karaoke chẳng hạn thì Tân cổ giao duyên và cải lương thì vẫn được nhiều người vào phòng karaoke hát đấy là một điều mà nghĩ rằng mình nghĩ là so với so với các loại hình sân khấu truyền thống khác có lẽ không không được như vậy. Yeah. thì đấy là một cái thuận lợi nhưng mà dù sao vẫn là người trẻ vẫn là những người trẻ họ yêu thích một loại hình nhưng mà cái hiểu biết cái tích lũy kinh nghiệm như là những thế hệ sân khấu nghệ sĩ sân khấu đã mất thì không còn trên đấy là một cái điều khó khăn đấy. Yeah. Nha. Em nghĩ là cái việc thành lập một cái viện nghiên cứu về cải lương theo em là không khó và em hy vọng là trong tương lai mình sẽ có sớm có một việc nghiên cứu như vậy thôi để ước nguyện của ba cô sẽ sớm thành hiện thực. Và dù em là một người Sài Gòn, em là một người Nam Bộ nhưng mà em lại chưa bao giờ nghĩ rằng cải lương phải đi liền với chữ Nam Bộ có nghĩa là uh, chị hiểu ý em đúng không? có nghĩa là tuy là là cái hành trình là cải lương là từ nam ra bắc nhưng mà khi mà nói cải lương á, em lại luôn nghĩ rằng đó là một loại hình của Việt Nam em 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 không thấy cái tính vùng miền ở trong đó và bởi vì em khi mà em đi uh, xem những cái tiếp đoạn cải lương được đăng trên YouTube thì em thấy các bạn bè quốc tế họ vào họ comment họ nói là this is Vietnamese opera <laughs> họ 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 không nói miền Nam không Ch mà. chẳng ai nói gì cả đúng. và lúc mà em kể chị một cái uh, một cái kỷ niệm của em thôi à đó là hôm đó em em leo lên một cái ngọn núi một cái hang hang đó nó gọi là hang múa ở ở ninh bình á thì cái hang đó rất là treo leo thì chỉ có những bạn nước ngoài mới leo thôi những bạn du khách nước ngoài thôi đủ từ các miền từ các quốc gia khác nhau châu mỹ châu âu rồi nhiều lắm. thì khi em leo lên trên đó thì tất cả mọi người đều rất là mệt và mọi người mệt nhưng mà mọi người sung sướng vì đã leo lên tới đỉnh và cùng nhau nhìn một cái hoàng hôn rất là đẹp ở Ninh Bình và trong cái giây phút đó thì em mới bật cái Spotify lên và em bật cô bán đèn hoa giấy, <laughs> bật YouTube em bật cô bán đèn hoa giấy của cô Thanh Hương hát và em thấy tất cả mọi người đều lắng nghe tất nhiên là em ép họ nghe họ nghe bị động thôi nhưng mà từ bị động xong đó họ rất là vui và họ nói yeah it's good what is it nha và em 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 nói là this is Vietnamese opera thì em 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 không hề lúc đó em không hề có một cái suy nghĩ là cái lương là một loại hình gì của uh, miền Nam cả vậy thì em muốn hỏi chị một câu hỏi có thể nó hơi vĩ mô một chút là chị có nghĩ là khi mà chúng ta nói về chuyện uh, hòa hợp ở dân tộc thì cái lương nói riêng mà nghệ thuật nói chung sẽ đóng Một cái vai trò then chốt không đúng là vĩ mô thật <cười> <cười> đúng là khi mình nói về một loại hình nghệ thuật thì ít khi nào mình kèm theo vùng miền yeah. thật ra cái gọi là cải lương nam bộ thì nó đi liền với một cái thiết chế đó là đoàn cải lương nam bộ thôi yeah. chứ còn khi mà đã đất nước thống nhất rồi thì cải lương hay trèo hay tuồng thì hầu như là không, không có cái sự phân biệt này yeah. thực sự tuy nhiên uh, mỗi một loại hình nghệ thuật chắc chắn nó phù hợp với một vùng đất yeah. phù hợp với phong thổ phù hợp với chất giọng phù hợp với lịch sử văn hóa của vùng đất đấy, cho nên nó mới làm nên sự đa dạng của đất nước mình, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Và nó giống nhau với khác nhau, yeah. đa dạng. Đấy. Thế thì để để trả lời cái câu hỏi hơi vĩ mô của bạn thì mình mình nghĩ thế này ạ, cải lương hay bất cứ một loại hình văn hóa nghệ thuật nào đóng góp hay là không đóng góp vào tiến trình thống nhất đất nước và sau đó là hòa hợp hòa giải dân tộc thì nó có hai khía cạnh hai góc nhìn yeah. à, góc nhìn thứ nhất là bản thân nó trong quá trình phát triển trong quá trình thể hiện nó thì nó đóng góp nội dung gì chủ đề gì vào cái, cái chủ đề lớn vào cái mục đích lớn của đất nước yeah. là hòa hợp hòa giải mm. ví dụ những vở diễn rồi tư cách các đạo đức phát ngôn của các nghệ sĩ yeah. hoàn toàn là đóng góp rất tích cực và chắc chắn rằng là nghệ thuật nào cũng, cũng sẽ có cái vai trò cái vai trò đó thông qua cái biểu hiện cụ thể của mình nhưng góc nhìn thứ hai cái, cái góc nhìn đấy mình gọi là góc nhìn từ dưới lên bản thân nó đúng không ạ góc nhìn thứ hai là từ trên xuống tức là những cái chính sách của nhà nước ứng xử với từng loại hình nghệ thuật như thế nào bởi vì là mỗi một loại hình nghệ thuật như mình nói câu trước ấy, là nó tiêu biểu cho một vùng đất cho lịch sử văn hóa kể cả cho tâm tính con người nữa cho ký ức cộng đồng ở đấy cho nên ứng xử với nó như thế nào cũng góp phần vào cái chuyện là có làm yên dân ở đấy hay không yeah. nếu như mà cải lương vẫn được tiếp tục phát triển vẫn được nhiều người yêu quý và vẫn phát triển như mong muốn như nó xứng đáng được yeah. thì chắc chắn ký ức của những con người đi xa hay là bản thân chúng ta ở đây khi nhìn thấy cải lương thì rõ ràng thấy rằng à đất nước mình thống nhất rồi nghệ, nghệ thuật cái nghệ thuật rất là ưu tú của vùng đất mình đã được thăng hoa như thế yeah. cùng với lại nghệ thuật của những vùng đất khác chắc chắn là mình nhìn đất nước mình nó khác đúng không yeah, ạ? Yeah. Nhưng nếu như nó không được phát triển như thế mình buộc đặt những câu hỏi yeah. vì sao hoặc là cái điều kiện xã hội nó không còn đủ để cho nghệ thuật cái lương phát triển hoặc là những chính sách mà điều này có ạ? Những chính sách của nhà nước chưa đủ để cho cái lương phát triển để cho cái lương tồn tại hay là nói nhưng mà mình nói là mình thương nhau chưa đủ chưa đủ để cho làm người thuyết phục được người ta yeah. đúng không ạ đấy thì hai góc nhìn cho nên là uh, góp phần hay không thì mình chắc chắn rằng là tất cả các nghệ sĩ những người tham gia vào sân khấu cải lương đều luôn luôn mong muốn điều đó bởi vì thực ra anh em trong nhà uh, bao giờ cũng thế thôi ạ không ai muốn có cái điều gì mà phải buồn lòng đúng không ạ yeah. nhưng cái chuyện anh em trong nhà có có buồn nhau hay không lại là còn có những tác động từ bên ngoài và chính là cái những chính sách của nhà nước. Chính sách cụ thể về văn hóa nghệ thuật nói chung rồi là với cái sự phát triển của một loại hình ở một vùng đất nhất định yeah. thì nó tác động rất là lớn cho nên luôn luôn phải có hai hai cái chiều như vậy. Chứ còn về mong muốn thì mình chắc rằng là tất cả các nghệ sĩ đều mong muốn cái lương mình tồn tại phát triển và phản ánh cái tâm tư nguyện vọng của của người Việt Nam mình là yeah. đất nước phải thống nhất, phải phát triển, phải hòa giải để cho mọi người cùng vui. Dạ dạ. Yeah, bây giờ thật ra là nếu mà chúng ta đi về miền tây á thì chúng ta thấy là mỗi lần mà mà người miền tây mà kéo lao thùng về hát karaoke á, thì toàn hát nhạc đỏ thôi và người miền bắc thì bây giờ thì mê bolero khủng khiếp ừ. à, em ừ. đi ra hà nội là em thấy ừ. các anh taxi là một bolero suốt ngày thôi thì mình thấy là nghệ thuật đâu có ranh giới gì Vậy chúng ta nó à, hãy nói về cái vở cái lương mà mà cô yêu mến đó là cái vở bên à, tiếng trống mê linh mình nói tiếng trống mê linh lấy tiếng trống mê linh là ví dụ thì à, tiếng trống mê linh được chuyển thể từ một cái vở tuồng của miền Bắc đúng, đúng không ạ và sau đó thì uh, hai nghệ sĩ uh, Thanh Sang, Thanh Nga hai nghệ sĩ miền Nam đã hóa thân thành Thi Sách và hai bà Trưng thì cái thời Thi Sách và hai bà Trưng làm gì có miền Bắc và miền Nam và khi mà chúng ta coi cái vở đó chúng ta không đặt ra những cái câu hỏi là chúng ta là bên này bên kia miền Bắc đúng. miền Nam cả chúng ta chỉ là những người chung một dòng máu với nhau thôi và yêu nước và, và yêu, nước. yêu nước vậy thì mình hoàn toàn có thể nói chính từ những cái vở cải lương đó là cái nơi chưng cất cái lòng yêu yêu nước của chúng ta và một lần nữa mang chúng ta trở về với nguồn cội của chúng ta về cái căn tính của chúng ta đúng. và chúng ta có đâu có xa nhau lắm đâu chúng đúng ta đó. cũng chỉ cùng một nguồn gốc thôi mà đúng á dạ và cải lương là trong tương lai hy vọng rằng à, những gì à, hôm nay cô cháu mình nói chuyện ở đây à, về việc à, thành lập một cái viện nghiên cứu à, về việc sẽ có thêm những chính sách để à, bảo tồn một cái bảo tàng nữa một cái bảo tàng nữa. Vâng. đúng rồi khủng khiếp à, cô nói bảo tàng thì 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 em mới em mới trực nhớ ra đó là từ lúc làm trăm năm sân khấu khi mà em mong muốn các nghệ sĩ mang đến đây những cái phật, những cái vật phẩm, những cái đồ mà để gợi nhớ lại cái thời kỳ ngày xưa không có, không còn. Đấy. Ạ. Và cái quá trình mà chúng ta đi tìm những cái footage, những cái hình ảnh ngày xưa cũng không còn và đúng. rất là cần. Quá chậm rồi. Dà, quá chậm rồi. Dà, nhưng mà hy vọng rằng bộ vẫn còn hơn không. Đúng, dà, đúng không ạ? Dạ Rất là cảm ơn uh, cô uh, Nguyễn Thị Hậu ngày hôm nay đã mang đến những cái ký ức của cha mình đến với podcast trong năm sân khấu và hy vọng rằng tất cả những cái ước nguyện của cô cháu mình hôm nay sẽ có thể trở thành hiện thực. Cũng Cảm ơn bạn đã tạo điều kiện cho mình nhắc nhớ lại một thời của sân khấu cải lương cũng như là thật ra những ước nguyện của ba mình mình nghĩ rằng đấy là ước nguyện của cái thế hệ của của ông thôi chứ không phải chỉ riêng của ba mình đâu và rất là mong là mình gọi là đền ơn đáp nghĩa thì cụ thể. Bằng cách làm sao những ước nguyện của thế hệ đi trước mình có thể làm tốt được. Nha yeah. và hy vọng rằng sau số podcast ngày hôm nay thì mỗi lần chúng ta xem một cái vở cải lương liên quan đến lịch sử chẳng hạn như tiếng trống linh hay là câu thơ yên ngựa chúng ta sẽ nhớ mình là người Việt Nam chúng ta nhớ chúng ta là ai và chúng ta đều là anh em cùng một nhà cả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi số podcast này và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau.